Hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game vi khủng á. Đầu vô, chúng ta hãy level 51, VIP 10. Nhận hết cái đống này đi rồi nói chuyện tiếp. Rất nhiều quà. Ok, đó. Ủa, như nó bị lỗi à, để phóng lên coi. Ok. Kéo ra cho nó to to. Để heo tí. Rồi, ok. Đây là con game Tây Du H5. Đó. Phiên bản vi cực nhiều nha các bạn ơi. Nhưng mà vi nhiều cỡ nào thì để từ từ để chạy lụm hết mấy cái quà nạp đầu, quà VIP đồ này nọ, rồi vô túi ngó nghiêng ngó ngửa cái đã. Ok, hết rồi. Đến với thông tin server luôn cái nè. Từ từ để mở mấy cái con này lên cái đã. Tỏ kỳ đồ nè hả. Đó. Rồi, nhân vật. Rồi, ok, cho nó tự chạy đi. Đây Tây Du H5 update best Pokemon mới. Tây Du H5 ở bên máy chủ 11H hoàn thành vào 9 giờ ngày 5 tháng 8 2023. Link game Tây Du H5.net, group Facebook, Zalo. Đăng nhập lần đầu nhận ngay VIP 10. 100 triệu kim nguyên bảo cộng 1 pet 4XR có chung nè hả. Ta fan cứng nè, Tây Du à, Tây Du hữu nè hả. Đó. Code Zalo tham gia nhóm để lấy mã code. Vạn năng hụt tính đen nhân 1.000, hồn châu nhân 200.000. Thẻ gì? Optimus hả? Ok, lai xe được thêm 100 triệu kim nguyên bảo, 10 thẻ nạp 10.000. Một thẻ Hanot, một thẻ Iron Man, một thẻ Hunter đua top lực chiến. Top 1, 2 Poké Bass Master, 3 Củ Diễn Hoàng Hồn Đen, 5.000 hồ thần hồn phách, 1.600 mảnh ngoại trang. À, đây, bét mới. Ok, 2 cái Poké Bass Master là chúng ta lụm được tướng VIP luôn nha. Đây, lụm được con Mew chu luôn nha các bạn ơi. Đó, Pokemon, những con Pokemon Lizardon. Ok, Onix nè ha. Đó, tướng đồ Windai, đồ Hyundai rồi gì nè, ta le học me. Mew nè ha. À, Mew chứ. Đó. Ok, mấy con trước thì nhiều bản nó cũng có rồi ha. Đấy, Mewchu, Lizardon. Ok không? Đó, đi nhập có thôi. Rồi. Quan trọng nhập ở đâu cơ đã. Có thể là nhập ở ngoài không ta. Để coi đây, Tây Du hàng năm. Rót. Đây, viết rót. Ok. Rót chung nè. Đó. Tôi đang ở S-Boy. Thẩm binh nữa. Khoan. À, code ở đây nó hết rồi, code đây mới đúng nè. Đó, đúng rồi. Đây, code đây mới là code mới nè. Đó. Rồi, ok, qua wow, nè hả. Đây, 5 thẻ nạp 10k. Ồ, ở đây mà vẫn nhận được 5 thẻ nạp 10k nữa hả. Tư chất bét à, hoàng kim đỏ. Ok, code like xe cũng đã xin luôn rồi nha. Nhưng mà không show được nha các bạn ơi. Anh em inbox cho admin để nhận code like xe hả. Có code Zalo luôn. Đây là code like xe Thanos Hub Iron Man. 100 triệu kim nguyên bảo, 10 thẻ nạp 10k, nâng tổng số là 15 thẻ rồi. Còn code nhóm Zalo nữa nha, vô nhóm lụm luôn. Đó, ok, đây. Ôi, thẻ Optimus Rise. Ồ. À, Optimus thôi, méo có rai. Cũng ngon rồi mấy chú ơi. Đây, rồi 30 vé để kích mấy con này lên hả. Ok.
quà free thì mình lấy thôi, chứ ngại ngùng gì mà bỏ các bạn. Đó, tăng cũng được một mớ lực chiến ha. Đấy, trời ơi. Ồ, đây, hai con chủ lực của heo, nhưng mà từ từ đi. Con nào thì cũng sẽ kích hoạt hết thôi. Đó, ok, hết chưa? Rồi, đây. Genformer luôn. Ok, Thanos. Rồi, Optimus. Ok. Optimus, ôi Optimus lực chiến cao nhất, chiến liền. Rồi, thốt nốt. I am Iron Man. Rồi, húp. Đó, rồi bây giờ vô túi cắn mấy cái vé nạp nè. 15, ủa, 20 vé hả? Ủa, man, nằm đâu ra vậy? Không cần biết. 2 tỷ 2. Lên được VIP bao nhiêu đây? VIP 14. Ồ, nhận luôn. Nhận được 3 tỷ 9 kim nguyên bảo. Chưa. Nhận thêm quà nữa. Đó, tích nạp 200 ngàn luôn. Ok, còn nữa không? Hằng ngày hạng một quyền nữ tích nạp liên tục. Sủng vật lụm luôn. Ok. Đây, tích nạp ở đây nữa nè. Đó. 2 giây nữa nhận tiếp. Ok, 4 tỷ chẳng nha. Đó. Ok, lụm liền. Lụm đương quà nạp đầu là thấy ngon rồi các bạn ơi. Chơi game vậy thôi còn đòi gì nữa. Quy gần như hết rồi. Này sủng vật là cái gì vậy ta? Có 2 triệu rồi nên lười nhận quá, bỏ qua đi. Sảnh phúc lợi, thần tài, hoạt động, viêm, cái này cũng nằm chung hả? Đại phú ông. Chúng ta có vé đại phú ông nào không ta? Ôi có nhiều vậy. À, chắc nằm ở trong quà VIP hay gì á anh em ơi. Ok. À, siêu cấp phú ông thì không có. Ok. Lên kế hoạch này kia. Túi đồ. Cảnh bét. Ok, quá trời luôn. Rồi. Vô shop coi có cái gì mua không. Ở đây, rồi được 200 điểm hả? 200 điểm mua gì này ta? Thôi để từ từ đi gom nhiều rồi mua các bạn ơi. Chứ 200 điểm trong này không biết mua gì luôn á. Thôi để đây đi. Đạo cụ nè, cũng tốn điểm đó mua. Đây shop kim nguyên bảo nè hả? Đó. Rồi mạnh mẽ hả? Chắc là những đồ mà để up lực chiến thêm nè, kim giác đồ nè hả? Rồi hiếu hạo nè, đó. Rồi hẻ yêu vương nè, đó. Rồi quỷ bu nữ nè, chưa mua. Mua là nó sẽ hiện lên là số 1 ở đằng trước. Đây, ok. Chứ này còn nữa nè. Khởi nguyên đấu khí hồn. Thôi để đây đi. Nhìn cái số nó hơi bị bết. Này, thần trang đồ nè ha. Tỏ kỳ, nhưng mà cái này mua hết. Nhưng mà nó tốn, gọi là nó có thời gian để mua các bạn. Đó, ok. Đó, mất 2 giây rồi không. Đó, anh em mua hết cái đó cho heo. Mua luôn cái này nha. Cái này thì nhất định phải mua. Như dùng xong được 500 mạnh. Từ từ để nhớ coi cái này là mua bao nhiêu là nó nâng đủ ta. Quên mẹ nó rồi. Mình lấy 10 con đi. Rồi nãy lấy 10 con rồi 9 con. Đó rồi, ở đây 9 con nữa. Rồi ở đây lấy 9 con nữa. Ok. Thỉnh kinh câu hỏi lệnh bài. Lệnh bài tác dụng. Lấy 15 cái. Ok. Thần thánh thép đồ này nọ. Ủa cái gì đây? Lên tới ải 1900 mới mua được. Uy danh, uy vọng, tình bạn. Rồi. Tình bạn gì không biết. Tình bằng có cái chấm cơm nè hả? Đem ra dỗ dỗ rồi nè hả? Duyên hả? Thích duyên đồ nè hả? Chỉ
đâu rồi, con nữ Di Quốc mới là con chiến chứ. Đó, ok. Khoan, hồi nãy mình nhớ là mình có mua nhiều lắm, đâu rồi, nhớ là mười mấy con luôn mà ta. Ủa nó dạ, đây nè, đây nè. Đó, tách mảnh ra. Đúng vậy. Đó, tách mảnh ra, xong rồi vô hỗ trợ. Đây, thăng cấp nó lên. Đó, ôi cái này tầm 2, 4, 6, 7, 7 Ồ, vừa đủ luôn nha. À, 10 con là các bạn có thể nâng cấp lên đủ luôn, vừa đủ luôn, vừa đủ hộp luôn, vừa đủ hộp, vừa đủ mảnh luôn. Rồi, thời gian tiền đâu quá trời luôn. Chạy nhiệm vụ danh hiệu đâu nè. Đó, lụm hết. Đó, lụm luôn. Ít thì lụm hết. Ngại ngùng gì bết bẩn, không có gì cả. Nãy mua 15 cái lần các bạn, nếu hít thì có thể ra mua thêm để mà nhận thêm được mấy cái danh hiệu á, danh hiệu nâng lực chiến nè. Rồi hết mẹ nó rồi. Rồi tọ kỳ hồi nãy có mua mấy cái ảo hóa nè hả. Đó, ok. Rồi thì heo nghĩ là chắc là nâng con này lên thôi chứ. Tự chất bét vàng hồng châu. Hồn châu lấy ở đâu rồi ta? À, hồn châu kim nguyên bảo thần khí hồn tiên. À, ở đây không có ta. Tiên ông thần hồn khởi nguyên đấu khí thẻ viêm gì nè. Mấy cái tính năng đó chắc chưa mở cái gì á. Ok ok, rồi nâng được tới đâu hay tới đó thôi. Hồn châu méo biết nó nằm ở đâu. Rồi duyên kỹ năng đồ này nọ tùy anh em đó. Con này giờ nâng cấp nó lên nữa là quẩy được thôi chứ gì nữa anh em. Ồ, full rồi nè. Ủa lẹ vậy? Vậy thì phải đi kiếm cái hồn châu chứ. Trong túi này có mấy cái rương nè. Có luôn, không có luôn. Ok. Ơ, có rồi nè. Đây. Trời ơi, 30 mấy ngàn. Ok. Ôi ôi, tự động. Ui, hết nè, nó gọi nhanh quá. Ờ, như đây cũng được rồi các bạn ơi. Giờ thì lên đường mà đi chiến đấu thôi. Đó, giết thôi. Trời ơi, một mình anh. Một mình anh cân hết. Thôi, không cân hết được rồi. Đó, nhớ nha các bạn. Nhớ nhắn tin cho admin để nhận codline xe ha. Đó, và tham gia nhóm Zalo của admin để nhận thêm code Zalo luôn. Đó, thật quà quá trời quá đất luôn. Đó, tướng cũng khá hôm ha. Tổng là nhận được 200.000 thẻ nạp. Đó, tùy anh em thôi. Ok hả? Ui, ở đây nữa nè. Lực chiến lên là được nhận thêm nữa nè. Wow, 6 tỷ rồi hả? Ui, chịu khó tí nữa là. Ui, 11 tỷ mấy rồi, gần 12 tỷ. Giờ nâng cái gì mấy con này nữa cho nó lên lực chiến thêm chứ. Hả là. Nếu mà nâng lực chiến thêm thì heo có thể suy nghĩ tới mấy cái tọ kỳ này nè. Đó, nhưng mà một lần mua thì tốn khoảng 5 giây các bạn à. Nhưng mà để coi từ từ. Đó, 5 giây thì hình kinh. Đó, hồn châu nè. Ok, mua thêm 10 cái nữa. Rồi, ôi danh hiệu hết rồi. Trời ơi, vậy mà tôi mua thêm một mớ nữa. Đậu. À, có một số con thì rồi chịu luôn. Ok thôi, để tìm cách nâng lực chiến lên thêm ha.
Ok, anh em nào có chơi thì có thể tải về ha. À, bấm vô chơi luôn, không cần tải nha các bạn. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.